Dạo này tế bào nhà mình đi học được mấy cô khen quá trời luôn. Mình cũng thấy vui cho nên đã chuẩn bị một phần quà nhỏ cho con, xem như là động viên con đó mọi người. Ở đây chính là bộ ghép hình cho bé của hãng Miner Việt Nam nha. Thật sự thì tính của mình rất là khó trong cái việc lựa chọn đồ chơi cho con, nhưng mình thấy đây là một sản phẩm sẽ giúp con phát triển về não bộ một cách tốt hơn, cũng như là có thể giúp bé làm quen được với tranh ảnh nữa nè. Bộ này thì sẽ dành cho bé từ 2 tuổi trở lên nha. Em này là chính hãng, không độc hại cho nên rất là an toàn cho bé nha các mẹ ơi. Ở trong mỗi bộ thì sẽ có 5-6 trang ghép khác nhau, và mỗi bộ sẽ là 4-70 ghép nhỏ. Là các mẹ cứ yên tâm nha, em này thì đã có hình mẫu sẵn ở trên các ba bề như này rồi, cho nên khi mà mình tập cho bé ghép á thì rất là dễ màu luôn. Màu sắc tươi sáng như vậy thì sẽ giúp con nhận biết màu sắc nè, vị trí và làm cái tính kiên nhẫn cho bé nhà mình hơn. Ngoài ra thì mình có đặt mua thêm đèn pin chiếu cổ tích này cho ba nữa nè. Cái hộp sản phẩm siêu là xinh luôn, công nhận á, cái hãng này đóng quá siêu là chỉnh chu luôn các mẹ ơi. Ở trong này thì sẽ có các hình tròn nhỏ như thế này nha, và mỗi hình tròn nhỏ sẽ là mẫu coi chữ cổ tích khác nhau. Lúc mà chiếu cái em này lên tường á, em bao nhiêu mình thích lắm, cứ chăm chú nhìn lên tường hoài à. Trong những cái việc mà mình lựa chọn để cho bé thì mình luôn luôn lựa chọn những cái sản phẩm mà chất lượng như vậy. Và hy vọng ở đây cũng sẽ là một món quà nhỏ để giúp bao nhà mình sẽ vui hơn và sẽ giúp bé sáng tạo hơn nữa nè. Mình sẽ để link 2 cái sản phẩm này ở góc giác màn hình cho các bạn có thể tham khảo cho các bé yêu của nhà mình nhé.